nghẹn neo đang đói neo. Giáo viên nghỉ triền miên, nhà hàng đang la làng, ca sĩ đang ngủ kỹ, nghe tóc đang khóc lóc, bán xe đói tệ. Có ai đang trong tình trạng như em không? Em chuẩn bị tham gia cái ban rồi. Hết tiền. Mọi người thấy không? Nhà em có đủ giấy trang đây, mọi thứ gì cũng có, chỉ không có tiền. À, cho tôi tiền đi. Tại sao còn không? Ông là ai? Ông Bục hả? Ta là Trâm. Ông Trâm ơi, ông chụp cho con tiền đi, con đói quá rồi. Đừng lo, ta sẽ cho con tiền. Làm sao nhận tiền đi ông? Hãy đợi đây. Sau đây là những điều mà bạn cần biết về cái số tiền trong gói kích thích mà chính phủ đã thông qua vào ngày thứ tư ngày hôm qua để giúp cho mọi người trong cơn đại dịch coronavirus này. Thì trong ngày hôm qua, ngày thứ tư, thì gói kích thích 2.000 tỷ đô la của chính phủ Mỹ đã được thông qua để giúp cho kinh tế của những cá nhân cũng như là cơ sở thương mại. Và trong cái 2.000 tỷ đó thì mỗi người dân Mỹ cũng sẽ được 1.200 đô la. Và ai sẽ được lãnh cái tiền 1.200 đô la đó bây giờ? Đó là những cá nhân có thu nhập từ 75.000 nha. Trở xuống nha, 75.000 trở xuống thì được 1.200 đô la. Hay là những gia đình nào có những cái người chủ trong nhà ha. Thí dụ như mình một người mẹ nuôi hai đứa con và nuôi một mẹ già thì mình được tính là head of household. Hay là một người chồng nuôi nhiều đứa con cũng được tính là head of household, là 112.500 đồng cho một năm. Thì nếu làm dưới cái 112.500 đồng một năm thì sẽ được hưởng 1.200 đồng. Và nếu như mà hai vợ chồng làm 150.000 một năm nha, thì nếu mà người vợ làm 75.000, người chồng làm 75.000 thì vẫn được như thường là 2.400 cho hai vợ chồng. Không có được gộp chung nha. Nếu người chồng mà làm 100.000, người vợ làm 75.000 thì chỉ có người vợ được mà thôi. Làm sao tôi có thể lãnh tiền? Dựa vào đâu? Đó là dựa vào thuế của năm 2018 nếu quý vị có khai thuế. Vì năm 2019 là chính phủ đã dời lại vào tới 15 tháng 7 mới cần phải khai thuế và nộp thuế, cho nên dựa vào 2018 thuế nha mọi người nha. Và tôi lãnh 1099 W2 thì có lãnh được tiền không? 1099 và W2 đều được hết nha mọi người. Miễn sao là chúng ta có khai thuế đàng hoàng. Và nếu bây giờ gia đình tôi có thêm con cái thì con cái tôi có được hưởng hay không? Một đứa trẻ sẽ được thêm 500 đồng cho mỗi đứa trẻ nha. Và những đứa trẻ này cũng được lãnh tiền dựa theo income của cha mẹ. Nhớ nha mọi người, 75.000 trở xuống ha. Còn nếu mà tôi làm hơn 75.000 thì sao, tôi không được nhận hay sao? Không công bằng. Đừng lo nha mọi người. Nếu mình làm hơn 75.000 thì mỗi 100 đồng mình làm hơn 75.000 thì sẽ trừ 5 đồng lại trong một cái 1.200 của mình nha. Mình vẫn được nhận tiền mà cái tiền không hoàn toàn là 1.200 đồng. Nhưng còn nếu tôi làm từ 99.000 trở lên thì sao? Xin lỗi nha, các bạn không được lãnh tiền rồi. Như đã nói, nếu đóng thuế 2018 để lãnh được 1.200 thì quá đã rồi đúng không? Nhưng nếu tôi không phải là công dân Mỹ thì có được không? Xin thưa, những công dân Mỹ, những người thường trú dân có thẻ xanh Mỹ hoặc những cái dạng visa khác mà có thẻ gọi là Social Security, Sở An ninh Xã hội thì đều được lãnh nha mọi người. Nhưng nhớ là phải trả thuế 2018 rồi mới được lãnh nha. Và như vậy thì tôi ngồi đợi để lấy check hay tôi phải đi đâu để lấy check? Xin thưa, nếu mình khai thuế nha, mình khai thuế 2018 mà cái tiền thuế của mình được trả cho chính phủ hoặc là mình nhận được tiền refund bằng direct deposit thì họ cũng sẽ chuyển tiền cho mình như thế để vào direct deposit trong bên của mình. Còn nếu mà mình
Hồi 2018 chọn cái check là chính phủ trả tiền về hay mình trả tiền cho chính phủ bằng check thì chắc chắn rồi, họ cũng sẽ làm y chang như vậy với các bạn. Các bạn thấy không, nước Mỹ quá tuyệt vời, khi chúng ta lâm nguy thì nước Mỹ luôn luôn giang tay mở rộng để giúp đỡ cho chúng ta. Vì thế mà, Thanks America, we love to live in America. Cảm ơn nước Mỹ và nhớ nha, nếu mà đã cảm ơn nước Mỹ rồi thì hãy đừng quên làm thống kê dân số nha mọi người. Hy vọng là video clip này giúp cho mọi người biết thêm về số tiền kích thích kinh tế của chính phủ Mỹ sẽ giúp cho người dân như thế nào và cách mình được nhận cái tiền như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chắc chắn vào ngày mai tôi sẽ có một cái video clip hướng dẫn cho mọi người cách trả lời thống kê dân số bằng website tiếng Việt nhé. Còn bây giờ xin chào và cảm ơn. Bye bye!